đối với em thì khoảng cách không xa, nếu chúng ta xem là xem nhau là tất cả đó. Mở mắt ra nào. Anh cũng mong món quà thì mong em mở cái sợi dây thì em sẽ biết được những cái tấm lòng của anh. Thôi nói cuộc đời tôi 36 năm rồi chứ. Nhân gian rất rối bộn bề, thôi em bỏ hết trở về bên anh. Trời ơi, trời ơi. Bà yêu ơi, anh đợi em 26 năm bánh chưng rồi. Con. Trời ơi. Xin chào mọi người, chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Đặng Ngọc Xuân Lan, em 24 tuổi, hiện em là một chuyên viên trang điểm. Em thường chuyên làm tạp chí người mẫu. Em làm việc và sinh sống hiện ở Sài Gòn. Thôi, mời em trai. Dạ, xin chào chú Huyền Linh. Chào con. Dạ. Chào chị Ngọc Lan, chào gia đình nhà gái, chào bà gái bên kia. Em xin tự giới thiệu, em là Tạ Đức Phát, sinh 1995, quê quán ở Quảng Ngãi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương được 8 năm rồi. Em đang làm nhân viên văn phòng công ty gốm sứ Minh Long Một. Phát làm cụ thể là làm gì trong đó Phát? Chuyên môn của mình đó. Cho em làm văn phòng mua hàng ạ. À. Chào em. Chào chị. Dễ thương quá à. Để coi. Hồi nãy nói là hô thấy không? Dạ. Cái ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Dạ, về ưu điểm của em là một người chịu khó trong việc, rất là nhiệt tình, có trách nhiệm với mọi việc mà mình nói ra. Còn về nhược điểm thì em biết nấu ăn mà nó không có ngon. Có thể là dụ như bạn nấu thì em có thể là phụ giúp các bạn. Trong đi qua ngó nghe vậy là thấy được. Được không? Được. Được ha. Phần hình là được rồi đó. Được ha. Giờ đi về. Để tôi coi nhà gái coi sao mà qua mà coi tôi sao. Trời ơi, ta tự tin, ta mới đi qua bên kia, ta kiểm tra chứ bộ. Được. Đó, thấy không? Chào, chào cô gái xinh đẹp. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Về ưu điểm thì em là người thích độc lập. Rồi, tốt, đây là một cái điểm cộng. Nấu ăn được không? Em biết nhưng mà không giỏi. Nấu được mấy món? Như em nấu canh rau, canh canh cà chua trứng. Canh cái gì? Canh cà. Cà chua trứng. Trứng. À, cà chua canh trứng. Canh mây đó. Đổ cà, đổ mây, mà đổ trứng canh vô thành viên. Mây. Canh kim chi, kim chi thịt heo. Ừ. Hay là thịt ram, những món xào. Thôi được rồi. Có kim chi và ăn là ngon rồi nha. Có tật xấu gì không nhà gái? Có chuyện gì xảy ra mà nó không được ý nhưng ý mình mong đợi á thì thường em sẽ rất là cảm thấy khó chịu lắm, tạo áp lực cho mình rất là lớn, mình rất là dễ bị cộng. Thường mình trút cái tức giận không hài lòng nó vô ai? Em sẽ nhốt mình đó. Thường... nhốt mình ha. Vậy là dễ tự kỷ lắm. Chứ có nào trút vô người đối diện không? Thường rất là khó, là bạn em thường nó chơi với em thì thường nói em tính em khá hướng nội. Được đó, thấy rằng hai cái tính tình này có lẽ là cũng hài hòa với nhau. Nhà trai nói chút xíu đường tình duyên cho nhà gái biết đi. Con cũng trải qua hai mối tình. Thì mối tình đầu tiên là mối tình thời cấp 3. Thì mối tình thứ hai thì sau khi học đại học thì hai bạn em và bạn đó có quen thì khoảng hơn một năm. Rồi gia đình bạn gái thì có bắt rễ. Phía gia đình em thì không chịu. Dạ, kêu cứ ở chỗ nào mà điều kiện thuận lợi tốt thì ở. Chia tay vậy cũng buồn quá ha. Quen nhau mấy năm mà chia tay vì vụ đó? Dạ, con quen hơn một năm ạ. Bây giờ cái quan điểm cũng dễ rồi, ở rễ ở đâu cũng được. Quan trọng là ở đó mình có khả năng để phát triển kinh tế là tốt. Chú nghĩ rằng cũng tiến bộ rồi. Dạ đúng rồi. Nếu lần này mà bên nhà gái bắt ở rễ thì con tính sao? Dạ thì trước mắt là hai bạn sẽ nói chuyện. Thì nếu mà chỗ nào mà hai bạn phát triển được về về kinh tế thì hai bạn sẽ quyết định là ở đó. Còn nếu nhà con không chịu bắt rễ thì chú sẽ tới đích thân tuổi này chú gặp ba mẹ con để xin cho con được ở rễ. Nếu dạ. Như ở nhà gái có đầy đủ điều kiện, đúng không? Dạ, cho tôi tóc quá ạ. Được không? Dạ được. Ủa mà cái chuyện đó nó xảy ra lâu chưa? Dạ, 2017 rồi. Là nay 4 năm rồi. 4 năm rồi, lúc đó nó còn trẻ. Bây giờ là lòng dạ của mình là sạch sẽ chưa? Tại gì vậy? Tại gì vậy? Tức là tình cảm của mình đó là nó đã qua chưa, nó đã sạch sẽ chưa để mình đón nhận cái mối tình mới. Mà hỏi tình cảm của giờ sao ai nó lòng dạ sạch sẽ chưa? Làm như đi mua cháo lòng ăn vậy đó. Thôi quê quá đi về. Trời đất ơi, mà mối này riết rồi.
Nhà gái sao nói cho nhà trai chị biết thôi. Chị hơi quê cho nên bây giờ em tự nói đi. Em trải qua 3 mối tình. 2 mối tình là hết thời đi học rồi. Thì nó rất là dễ thương, nó kiểu tình yêu gấu bông thôi. Mối tình thứ 3 mới quan trọng nè, lâu không? Lúc mà em học năm nhất thì em có quen anh. Cũng mới năm nhất nên là mình còn ngây thơ lắm, mình còn trẻ con lắm. Nên là khi quen thì mình cảm thấy là mình không có hiểu. Có nhiều thứ bất đồng về cuộc sống, quan điểm. Tại vì anh ấy đã đi làm rồi, nên là có nhiều thứ phải lo lắng. Rồi, bây giờ nhà trai hỏi nhà gái nè. Mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào? Em thích một người hài hước và vui vẻ. Bạn có thể chơi thể thao, có thích nghệ thuật như âm nhạc, đàn, hát, vẽ vời. Hay là có cái gì đó để dành thời gian riêng cho bản thân mình. Em thích một người có thể yêu thương chăm sóc bản thân mình. Hay ha. Nếu mà họ có thể chăm sóc tốt và yêu thương bản thân mình thì họ mới có thể chăm sóc tốt và yêu thương những người bên cạnh mình. Bà khiêm tốn rồi. Nhà gái rất là thông minh ha. Mình đáp ứng được nhiều nhu cầu của nhà gái đưa ra vậy? Còn thì chắc nó trên 99% rồi. Trên 99% rồi nha. Bây giờ nè, mình muốn như thế nào mình nói coi bà mối bà còn giống mình bên mình không? Em muốn bạn gái rất là lanh lợi. Muốn bạn đó nhanh nhẹn sau này, dù như mình về kinh doanh buôn bán gì chẳng hạn thì bạn sẽ phụ giúp được mình. Em muốn mở một cửa hàng sữa. Sữa sao thích bán sữa? Dạ thì tại vì em nghĩ tới bây giờ nhu cầu của mọi người trong tâm mọi giới tuổi thì người ta vẫn cần nhu cầu chăm sóc cái khả năng sức khỏe của mình. Có chiến lược. Dạ. Nó nghe là bây giờ thích hình mẫu con gái là ốm hay mập? Dạ thích bạn ốm thôi. Dư ốm luôn á. Nó nghe nè, thích con trai mũi cao hay mũi thấp? Mũi cao. Nó bên đây dư cao luôn. Cao. Cao quá trời cao. Rồi. Mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Để coi coi sao hai cho hai đứa trẻ gặp mặt đi ha. Bên đây em đi với ai bé? Em hôm nay em đi với mẹ và bạn thân của em. Có mẹ theo nữa. Mình là mẹ của Xuân Lan. Dạ. Đến chương trình mẹ cũng cảm ơn chương trình và ông Mai bà Mói. Thấy dễ. Dạ. Tương lai thì sao? Thấy thì cũng được mà hai đứa đều nhỏ hết. Nhỏ xíu. Từ nó lớn. Giờ nó phát triển nhanh lắm. Một vài năm mà gọi là nấu ăn ngon, nuôi ngon là lớn ngon lắm. Hỏi bên nhà gái có bắt rễ không? Ở đâu có phương tiện mà ăn ổn định thì mình phải chấp nhận. Hay quá. Được phải không? Được đó. Đó. Đúng thời điểm rồi đó. Đúng người, đúng thời điểm. Còn con đi với ai? Chắc con đi với gia đình con, anh và sếp con ạ. Rồi. Nào mời nhà trai. Xin chào ông Mai là anh Quyền Linh và bà mối là chị Ngọc Lan. Em xin tự giới thiệu, em là tên Huy, là anh thứ năm của Phát. Yeah. Phát thì tính rất là chịu khó, thật thà, siêng năng, rất là cô hiếu, với sống thì có trách nhiệm với những người xung quanh. Cũng mong cho gia đình nhà gái cũng như gia đình nhà trai cũng như hai bạn sau chương trình này thì hãy cho nhau một cái cơ hội để đi đến xa hơn. Anh Năm thấy em bé bên nhà em thế nào anh Năm? Dạ em bé thì nhìn tuy nhỏ chứ mà rất là dễ thương, lanh lợi, có cái tính là tự lập rất là cao, cho nên rất là ok. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Dạ kính chào Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan. Bây giờ mình là quản lý trực tiếp của bạn Phát. Thì chúc em kiếm được một nửa tình yêu của mình. Thì anh thấy bên bạn gái thì cũng rất là ok. Anh mong thì hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội. Rồi chuẩn bị mở rào nha. Mở rào. Chào Lan, hôm nay mình đến chương trình cũng có món quà tặng bạn. Dạ em cảm ơn anh, em có một món quà muốn gửi cho anh. Cảm ơn. Đó là một cuốn sách ạ, thông điệp của nước ạ. Anh có thích đọc sách không? Anh cũng có hay đọc lắm. Dạ, nhà gái tặng cho nhà trai một quyển sách Thông điệp của nước. Dạ, về đọc đi cho biết nó cái thông điệp nó là gì. Nhà trai tặng bó hoa, thông điệp của hoa. Dạ, thì em thấy bạn là một người đẹp hơn những cái gì mà bó hoa của mình nè. Trời ơi, quá trời khéo miệng rồi. Hả, còn nữa hả? Dạ, thì mình có thêm một cái quà là một cái ly nước. Để khi nào mà em thấy khát nước thì em có thể nhớ tới mình. Dạ. Ừ, đẹp quá. Dạ, em cảm ơn. Dạ, tới đây cháu cũng... cháu rất ngưỡng mộ chú á. Nên cháu cũng mong có một ngày đến đây thì cũng tặng chú một cái ly để chú dùng nước ạ.
Cảm ơn con, trời ơi thiệt nó chu đáo sợ luôn. Em cũng xin phép tặng chị ạ. Làm như quên đó. Dạ. Chị rất là cảm ơn em. Em có biết là chị là một cái người rất là đam mê sưu tầm về tất cả các ly, các bình, nói chung là tất cả mọi cái mà để đựng nước để uống. Nên rất là thích. Bây giờ á, đứng lên hát bài tặng bạn gái coi coi. Đó, mạnh mẽ lên nào. Rồi, nào. Em xin phép hát một đoạn trong bài Vì Yêu ạ. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muôn nghìn cũng không xa cách, đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em, vì tình yêu anh sẽ chờ em trong vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình em tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày giờ đêm khóc mưa trong lòng, sóng tố rết mưa sao chưa rết nỗi buồn. Và gái đáp lại liền luôn. À, em sẽ hát một bài hát của Văn Mai Hương, đó là Một Ngày 200 Năm. Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới quen, hy vọng tan theo ánh dương chiều. Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới yêu, cho tàn nhớ lên ánh bình minh. Rồi, về chỗ ngồi đi. Rồi, bây giờ hãy nói chuyện nhau đi, thoải mái chưa nào. À, em muốn người bạn trai với em như thế nào? Là một người bạn trai thì em mong là họ ở bên cạnh mình và có thể là giúp đỡ sát cánh với mình những cái lúc khó khăn hay là hạnh phúc trong cuộc sống. Đồng cảm và có lòng trắc ẩn. Em cảm thấy mà hợp thì khoảng bao lâu thì em có thể xác định cho hôn nhân của mình? Hôn nhân thì em chưa có nghĩ tới, nhưng mà nếu mà thật sự có những cái tiếng nói chung có thể đi xa với nhau thì cái chuyện đó có thể tính. Anh có phải là một người hài hước và vui vẻ không? Anh bình thường ở ngoài rất là nói chung là làm cho mọi người đó, cười rất nhiều. Nhưng mà do tại cũng là đầu tiên lên chương trình đó, thì cũng không có được tự nhiên thể hiện mình. Rồi bây giờ hai đứa cưới nhau là thích đẻ mấy đứa con? Nói đi quan điểm của mọi người. Dạ theo con thì khoảng là ba, mình là ba là đủ. Thì con cái thì do ông trời cho mình thôi. Em thấy hai là đủ. Nói chung là cũng không biết được cái chuyện tính. Mình tính không bằng trời tính. Bây giờ có một chuyện vậy nè, đứa ở Bình Dương, đứa đang ở Sài Gòn đúng không? Dạ, em đang ở Tây Ninh. Về địa lý là nó hơi xa nhau đó. Rồi giờ ví dụ mà tìm hiểu nhau rồi sao mà tìm hiểu nó xa xôi vậy, rồi tính sao? Dạ 2 tuần em sẽ về thăm gia đình bạn gái. Chưa 2 tuần, nếu ta thương quá 1 tuần. Nếu mà thương quá ta ở dọn vợ luôn. Có ai bà con quen gì ở Tây Ninh không? Vợ dập đâu có. Vợ dập đâu có. Đấy là đối với em thì khoảng cách không xa, nếu chúng ta xem nhau là tất cả. Đó, cái này vui nè, đó giờ bây giờ bắt đầu thể hiện tài năng rồi đó. Từ từ nó mới vui. Đó. Mình đưa ra quyết định thôi. Dạ. Ok. Dạ. Dạ thì trước khi bấm nút, mình có một món quà tặng cho em bất ngờ. Thì mong em nhắm mắt lại đi. Nhắm lại. Thấy nhà trai dạ, gà lăng chưa? Chúng mình lên đại chỗ. Lấy đi con, lấy gì lấy. Nhà trai có nhiều cái bất ngờ quá. Wow. Mở mắt ra nào. Anh cũng mong món quà. Thì mong em mở cái sợi dây. Thì em sẽ biết được những cái tấm lòng của anh trong đó. Cuộc đời tôi 36 năm rồi chứ. Đọc chữ ra gì đó. Đọc chữ trên cái bong bóng kìa. Có chữ đó. Nhân gian rắc rối bộn bề, thôi em bỏ hết trở về bên anh. Trời ơi. Trời ơi. Đây nè, cái dòng này mới quan trọng nè. Để cao lên. Rồi đọc đi. Anh đọc đi anh. Vợ yêu ơi, anh đợi em 26 năm bánh chưng này. Em cảm ơn anh. Món quà rất là dễ thương. Chương trình cũng đến đây, cũng tạo cho mình một cái duyên. Thì mình sẽ trao nhau cơ hội để có mang đến cái nợ cho mình. Rồi, về ghế ngồi. Cảm xúc bây giờ. Con. Trời ơi. Anh sẽ xích ra đây này, xích ra đây. Đúng rồi, xích ra giữa nè. Anh cũng có món quà nho nhỏ. Dạ. Xin gửi tặng em. Anh đợi, cho anh xin phép được đều em. À dạ. Trời ơi. Em bị xuống cái là rối luôn đó. Đặt tay. Cảm giác thế nào?
rất là bất ngờ, tại vì em không nghĩ là có một người sẽ chuẩn bị rất là nhiều quà cho mình như vậy, rất là cảm động. Ok, rồi về ghế ngồi đi, chúng ta chuẩn bị tiến hành thủ tục thôi. Ta lắng lòng mình lại, cảm xúc thế nào chúng ta làm theo con tim lúc đó. Bấm cái không là quyền của các bạn. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình. 1 2 3 Nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Mẹ tương lai ngồi đó đó. Dạ. Mình nói xin phép bác và cho tụi con quen nhau. Dạ, con xin phép bác. Con xin phép được quen em Lan. Còn nếu được sẽ tiến đến lâu dài. Và hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho em Lan ạ. Rồi, mong rằng hai bên gia đình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hai đứa nhỏ. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm ơn chị. Xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Ưu điểm của mình là biết nấu ăn, biết đi chợ nấu ăn, chạy cái gì làm cũng được. Có hút thuốc không? Dạ không. Không hút thuốc luôn hả? Có biết cô gái không? Có biết cô gái không? Cô gái biết. Dạ biết. Năm 24 tuổi em có lập gia đình, nhưng mà 3 tháng sau là ly hôn luôn. Hai cô, một chú, rồi ba má chồng nữa là 5 người, rồi anh em chồng nữa là 4 người, là tổng cộng 9 người. Là em phải phục dịch từ trên xuống dưới hết luôn. Mới có tháng rưỡi rồi đó mà em đã ốm đớm sụt xuống 4-5kg. Mời nhà trai. Đây, xin mời. Mời nhà gái. Chị có quà cho anh Quyền Linh với lại Ngọc Lan. Dạ, dạ là hai anh em làm dạ. Chút. Rồi, mời, dạ. Em mời chị ngồi. Giờ dạ. Sẵn đà cái dạ. Mình giới thiệu về mình luôn đi chị ơi. Em tên Võ Ngọc Thảo, sinh năm 78, nguyên quán là ở thành phố Cao Lãnh, nhưng mà gia đình là sinh sống ở Sài Gòn cũng hơn 10 năm rồi. Có nhà của gia đình ở quận 8. Em là công việc chính của em là nấu ăn cho gia đình nước ngoài. Bên cạnh đó là em cũng có phụ gia đình buôn bán nữa. Cuối tuần em mới về bên nhà bên quận 8. Ba mẹ thì 2-3 tháng ba mẹ mới lên một lần. Ủa nhưng mà sao cuối tuần mình mới về nhà bên quận 8 vậy? Còn nguyên tuần mình ở đâu chị? Tại vì chỗ làm có phòng, có máy lạnh, dạ. Có mọi thứ luôn, dạ. Phòng riêng cho chị. Rồi, mời nhà trai. Dạ, xin chào MC Quyền Linh và Ngọc Lan ạ. Dạ, chào gia đình nhà gái và bạn gái bên kia ạ. Dạ, mình tên là Đặng Thành Tân, năm nay 43 tuổi ạ. Quê ở Long An mà sinh sống, làm việc tại Đồng Nai ạ. Mình làm việc ở Đồng Nai là mình làm cái gì? Dạ, bộ phận xe nâng ạ. Bộ phận xe nâng, tức là mình lái xe nâng á hả? Dạ. À, cái xe đó khó lái mà. Dạ. Mà lái được xe đó lương cao lắm á. Dạ. Nhà trai miền Tây. Nhà gái cũng miền Tây nhưng mà ở Sài Gòn 10 năm hả chị hả? Đúng rồi, gốc ở miền Tây thôi, gốc ở Đồng Tháp. Ba mẹ là 2-3 tháng là em trai cũng lái xe hơi về rước ba mẹ lên á. À, tức là ba mẹ vẫn ở miền Tây đúng không? Ba mẹ ở thành phố Cao Lãnh dạ. Vậy khỏe rồi. Muốn đi qua Cao Lãnh thì phải tới Long An. Rồi bây giờ nhà trai cho nhà gái biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của mình là biết nấu ăn, biết đi chợ nấu ăn. Dạ, cái gì làm cũng được. Nói chung là... Còn khuyết điểm thì không có cái gì gọi là ưu điểm. Tại vì mọi thứ nó đều mình đều giải quyết được hết. Trời, sao cái người đàn ông này đặc biệt quá, tôi phải đi qua ăn nghĩa dung nhan như thế nào. Sao người gì mà không có tật xấu, người gì mà không có khuyết điểm. Dạ, em chào anh. Em xin phép được qua nhà để trò chuyện với anh. Qua đi bà mối, dạ. Qua con mắt nhà trai đi. Dạ. Nhà trai không có khuyết điểm gì hết trơn á. Nhà trai á là chuyện gì cũng thể giải quyết được hết trơn á. Dạ. Quan trọng là mình có giải quyết hay không thôi. Dạ. Quan trọng là mình có giải quyết hay không thôi. Có gì vậy? Bây giờ tối anh ngủ anh có ngái không? Có. Đó, là mình ngái là người ta ngủ có được. Có khi nào anh mấy ngày mới tắm lần không? Không, có xỉn quá thì ngủ luôn. Đó, tôi đang cũng tật xấu đó, xỉn là ngủ không có tắm. Còn mấy ông nhậu nha, tôi nói mấy phụ nữ người ta càm ràm như lắm luôn á. Ngủ về xỉn là không tắm. Mà lúc đi nhậu nó hôi, tới nó mùi bia, mùi mồ hôi, mùi gì về không tắm. Mà bữa nào nhậu về không tắm, ai đâu chịu nổi. Đó cũng là tật xấu. Có hút thuốc không? Dạ không. Không hút thuốc luôn hả? Được, không hút thuốc là được rồi đó. Là em chịu á. Có biết cua gái không? Có biết cua gái không? Cô gái biết. Dạ. Biết. Cái đó cũng không tốt và cũng không xấu. Em hỏi anh chứ.
anh biết cô gái vậy thì cớ làm sao mà đi lên đây anh tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Tại vì cái duyên của mình ở trên Mong Mai Bà Mối và Muốn Hẹn Hò, mình muốn lên đây để tìm một nửa của mình ở trên này. Tìm ở ngoài không có. Đúng rồi, ở ngoài kia tôi nói nhiều quá không biết ai là ai hết. Lên đây chương trình sẽ lọc ra. Lái xe nâng là sao không hiểu? Có những cái hàng hóa nó nặng quá, dạ, thì cái xe đẩy vô nó nâng lên, mình không có thể khuân vác được. Đó là kiểu vậy đó. Cái xe nó nâng lên, nó có hai cái chĩa vậy nè chị, cái nó chọt vô trong cái thùng hàng, cái nó nâng lên cao vậy để nó lấy cái thùng hàng ra, xong rồi chĩa đi qua chỗ khác, cái lắp vô trong cái chỗ khác. Em gái anh hiểu rồi đó. Em gái sợ lái xe tải, nghe nó lái xe là sợ mấy ông lái xe đi đường dài có bồ bạch này kia, lái xe nâng là nâng có chỗ thôi, đúng không em gái? Dạ. Trời, hỏi tôi biết rồi. Vậy rồi bây giờ ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Mình nói cái cho nhà trai sợ. Ưu điểm của chị là hoạt ngôn, nấu ăn làm bánh, biết xử lý tình huống, ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ. Khuyết điểm là mù đường, cũng hơi nóng tính, nhưng mà vừa nóng tính xong là biết suy nghĩ lại. Đường tình duyên nhà trai sao nè? Từ hai mối tình đầu thì kéo dài cũng vài tháng, là mối tình thứ hai thì kéo dài được khoảng 7 năm. Có kết hôn rồi thì sao? Có con chưa? Dạ không. Không có con. Dạ. 7 năm mà chưa có con hả? Do buông ba cuộc sống quá rồi, riết rồi nhìn lại thì thời gian nó quá dài rồi. Do ai lo cuộc sống quá? Dạ, cả hai người. Thì từ cái do đó mình rút kinh nghiệm, thì một nửa sau này của mình sẽ yêu thương và sẽ chăm lo hơn, và mình sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn bên người ấy. Tức là cũng thiếu quan tâm, dạ, không chăm sóc. Thì đó, lo mưu sinh đó. Đúng rồi. Chị rồi. Ơi, vậy bây giờ tới mình sao chị? Chị hồi đó là năm 24 tuổi. Dạ, dạ, dạ. Xin chào gái. Dạ. Năm 24 tuổi em có lập gia đình, nhưng mà 3 tháng sau là ly hôn luôn. Gì vậy? Có 3 tháng hả? Dạ, tại vì cái đó là ba mẹ hai bên, hai bà mẹ hai bên bắt tay nhau. Hai nhà cùng một con đường, cách nhau 15 căn. Thật sự mà nói là nếu mà cách đây 20 năm thì em rất là công chúa. Từ nhỏ tới lớn là em chỉ đi học với lại về phụ mẹ buôn bán ở cửa hàng thôi. Còn về bên nhà chồng là cô chú, hai cô một chú, rồi ba má chồng nữa là 5 người, rồi anh em chồng nữa là 4 người, là tổng cộng 9 người, là em phải phục dịch từ trên xuống dưới hết luôn. Rồi xong là đám cưới xong 1 tháng rưỡi sau, mới có tháng rưỡi thôi đó mà em đã ốm sụt xuống 4-5 kg. Anh nói 3 tháng chứ thật ra em ở bên chồng có 2 tháng thôi, tại vì 1 tháng rưỡi là đã lình xình rồi. Coi như từ lúc đó tới nay là bao lâu rồi? Dạ cũng 19 năm rồi. Để thanh xuân nó qua thì đi 19 năm vậy đó hả? Dạ, tại vì em là một đứa tối ngày cứ lui cui trong nhà đó, không thích đi chơi, mà nói về kinh tế thì em không phải lo, về già thì công việc em cũng ổn định. Tuy là ra ngoài xã hội em không là chỉ là công việc bình thường nấu ăn thôi cho những gia đình nước ngoài thôi, nhưng mà trở về nhà thì em cái vị trí của em là khác. Nói chung là về kinh tế em không phải lo, rồi già cũng có nhà của gia đình, nhà ở Sài Gòn cũng có, nhà ở dưới quê cũng có. Nó mà ba mẹ chỉ có hai đứa con thôi. Thành ra là em rất tự tin về điều kiện của mình, là mình đã dù đã ly hôn rồi nhưng mà mình không có con của mình. Rồi, coi như cá tính em mạnh mẽ quá. Dạ. Cũng không cần nương tựa. Không cần một người nào bên cạnh cả. Dạ. Không lẽ giờ em sống về hoài cũng phải có đứa con. Dạ. Rồi, người đàn ông nó mẫu hình lý tưởng thế nào, em diễn tả coi có giống bên đây không? Dạ, trầm tính, hiền, hoạt bát một chút, nhưng mà đàn ông đừng có nói nhiều, có trách nhiệm trong gia đình được rồi. Về ngoại hình thì sao chị? Chị cần, chị muốn cao bao nhiêu? Vừa người với anh Việt Linh được rồi. Cứ vậy được ha. Cứ vậy cũng ổn lắm rồi đó. Bên kia cao hơn rồi nha. Bên kia cao hơn, đàn ông hơn. Bên đây hơi yếu, được không? Đậm hơn bên đây một chút. Đen hơn. Đen hơn, đàn ông hơn bên đây một chút. Đàn ông đen không sao anh. Rồi, ok. Mình muốn người phụ nữ thế nào? Người phụ nữ vui vẻ. Bên kia nãy giờ thấy vui không? Thì vui. Bên đây là tính tình vui vẻ, hòa đồng, thoải mái nha. Không có lắm, 1m55 trở lên là được rồi, tròn tròn một xíu. Tròn, bên kia có tròn. Dạ. Gì nữa? Dạ thôi, vậy được rồi. Vậy được rồi ha? Dạ. Rồi, ok. Em trai đi với ai? Em đi với hai chị với anh rể. Rồi, có gặp chị cái gia đình cái nha. Anh trước mắt em xin cho anh Kiến Đình với Ngọc Lan. Dạ. Toàn thể khán giả trong trường quay, em là chị của Tân. Ở đây thì thời gian nó quá ít, mình không nói được gì hết. Thì mình cứ cho nhau cơ hội để ra ngoài mình tìm hiểu nhau. Bạn bên này thì chị thấy cũng được, mình cũng hoạt bát, nhanh nhẹn. Nói chung là cũng là một người phụ nữ đảm đang đó. Thì em cứ nói chung bây giờ mình cũng đã lớn tuổi rồi, thì mình cứ làm sao mà tìm hiểu để đi tới cái hôn nhân, để con tạo cái sự nghiệp nữa. Mình không còn cơ hội nhiều. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn nói chuyện nha. Mở rào. Tân với Thảo cứ thoải mái nói chuyện ha.
ạ. Ồ, hai cái bánh ngon, dễ thương. Chiếc đồng hồ. Cảm ơn dạ. Ý nghĩa đồng hồ này là muốn là gợi gắm là giống như thời gian của nó với mình là không hề phai mà không đeo thử coi nó hợp không. Dạ, trên đây nó là như thế này. Ở đây đây. Dạ. Đưa cho mọi người xem có đẹp không? Đúng hợp đồng hồ. Đẹp không ạ? Thế là em thích du lịch hay là thích cái điều gì ở cuộc sống? À, thích rất nhiều thứ, một người rất tham lam, thích nghe nhạc, thích nấu ăn, thích làm bánh, thích đi du lịch, đọc sách, xem phim, thích rất nhiều thứ. Em không thích gì ở người đàn ông nhất? Không thích đàn ông quá dữ mà cũng không thích đàn ông quá hiền. Lúc nào cần nên giữ phải giữ, lúc nào cần hiền phải hiền. Thưa quý là em với anh là bằng tuổi không? Thì cũng là 18. Nếu mà ai vậy thì em bao giờ với mình mới cưới nhau hay là hôn nhân, em có dự định là có chút được thời gian nữa không? Tìm hiểu ít nhất cũng phải 1 năm 2 năm, tại vì thật sự mà nói là cũng chưa chắc. Chứ chắc hiểu thật sự được. Thật ra tuổi của hai bạn không thể chờ đợi được nữa. Chính vì thế nên một vài năm nó lâu lắm. Bây giờ em cần gì người đàn ông, em không thích gì người đàn ông, em cứ nói đi. Để người ta mình rút ngắn cái đoạn đường nó lại. Cao lắm là 8 tháng đến 1 năm thôi. Hoặc cao lắm 9 tháng 10 ngày thôi. Hoặc cao lắm 9 tháng 10 ngày thôi. Đừng có xa quá nha. Được không? Được không em gái? Dạ được. Dạ. Dạ. Năm, tối thiểu năm. Đúng rồi, khoảng năm đổ lại thôi. Bốn mấy là sanh cũng mệt rồi đó. Dạ. Tết nữa là 44 rồi. 44 rồi thấy chưa? Dạ. 45 đẻ là vừa đó. Dạ. Em cho cơ hội cho bên đàn trai, ví dụ em nói gì nó quạch thẹt luôn đi. Dạ đúng rồi. Đừng có giận hờn không nói. Tôi không thích cái đó đó, anh là không làm được thôi. Mà bạn này được cái này nè, sao cũng được, chuyện gì cũng giải quyết được. Đúng không? Nãy em nói đúng không? Hả? Anh sanh năm 78 luôn hả? Đúng rồi, anh sanh năm 78. 78, anh sanh tháng mấy? À, tháng 5. Tháng 5, năm dương lịch hay âm lịch? Thì tháng 5 trên. 5 tháng 5 không? Không, tháng 5 ở trên. Trên dưới dục tại bà, năm 5 tháng 5 đi. Anh sống tới từng này tuổi rồi à, anh gia đình anh rồi bản thân anh có trải qua nhiều biến cố chưa? Có chứ em, nó nhiều biến cố, nhưng là mình cảm thấy gục ngã luôn á. Nhưng mà vì gia đình, vì bản thân mình, nó có một cái tạo động lực để mình đứng lên, để mình đi tiếp. Nhưng mà tại sao giờ hai vợ chồng sống với nhau 7 năm mà chưa có con? Cái đó thì anh cũng chia sẻ là vì cuộc sống á, rồi nó trôi chảy dần quá, là thời gian nó quá mau. Rồi riết là chắc là từ chỗ đó mà hai người nó xa cách với nhau. Cái vụ đàn chen vô nữa. Em hỏi đúng đó, 7 năm không có con. Bây giờ cứ nói thật ra đi, mình lớn hết rồi. Cái chuyện có con là có phải lỗi do em hay lỗi do vợ em không? Có đi khám chưa? Có, đúng là đi tự vũ đều khám đều rất nhiều. Nhưng mà người ta nói bình thường, thậm chí mình đi xin thuốc uống mà người ta không cho, người ta nói ông bình thường mà xin cái gì nữa mà xin. Ông bình thường đúng không? Đẻ được ha? Dạ vâng. Chuyện con cái được rồi. Rồi bây giờ thí dụ giờ hai người lấy nhau, mình ở đâu? Em có định điều đó không? Đã có, em có về Long An, có thể là về Long An. Như Sài Gòn mình có thể là làm ăn được và làm nghiệp được, thì có thể là mình ở Sài Gòn. Lương á, tất cả mọi thứ thu nhập em có thể đủ nuôi vợ nuôi con không? Đủ hay không là do mình, nói chung là một tháng khoảng từ 7-8 triệu mình vẫn đủ nuôi vợ nuôi con. Bây giờ nhu cầu của chị là muốn một người đàn ông lương một tháng bao nhiêu? Chị tự lo được cho bản thân chị mà. Quan điểm của chị là vợ không có nuôi chồng, chồng nuôi vợ, chứ không thể nào mà vợ nuôi chồng. Thì đó, bây giờ ví dụ như ảnh là lương tháng 7-8 triệu đó, rồi chị chịu không? Cái chuyện vợ nuôi chồng, chồng nuôi vợ cũng không quan trọng ở đây. Khi mà chúng ta đã thương nhau rồi đó, tình yêu đủ lớn rồi, ai nuôi ai cũng không quan trọng. Là anh đàn ông phải là cái tùng cái bách che chở phụ nữ chứ, chứ tại sao bắt phụ nữ đúng lại rồi, lo lại? Có thể ai cũng nghĩ như thế. Thật ra tìm một người đàn ông đúng cái tùng cái bách nó khó vô cùng luôn. Chúng ta cũng phải gọi là trung bình thôi, đừng nghĩ là họ lo cho mình hết được. Biết đâu yêu thương nhau mình có thể hỗ trợ vì họ làm ăn được tốt. Về nếu em có kinh tế, em với ổng hùng nhau mua cái xe, ông chạy, nếu em sợ em đứng tên. Thí dụ vậy, hiểu không? Mở lòng mình ra một chút. Đúng là chị chưa có mở lòng mình được là bởi vì chị đã gặp quá nhiều cái sự không có tốt ở trong cái cuộc sống của chị rồi. Có một lần thôi. Nhưng mà toàn là những người trong gia đình gạt em không à? Cho nên bây giờ chị bị thủ. Vậy thì bây giờ chị chọn cách vậy nè, tiền ai nấy xài. Ờ à, đúng rồi. À, ý chị là vậy là tiền ai nấy xài. Thì đó, mẹ anh nói đó. Em từng bị cái trường hợp vậy nè, chưa gì hết mà mãi hơi hết. Mãi hơi kêu em xúi em về quê á, kêu ba mẹ sang tên nhà dưới quê cho em. Cái đó là không được. Mới có đi uống cà phê mấy lần mà mãi hơi vậy rồi. Cái đó là không được. Lương ai nấy xài đúng không? Ừ. Vậy giờ tiền điện, tiền nước, tiền nhà rồi chia làm sao? Tôi trả, bởi tôi trả. Tôi trả, bởi tôi trả. Được không? Thôi. Thôi. Mỗi lần đi kiếm tiền điện, tiền nước, tiền nhà kiếm Nguyễn Linh cực lắm. Thôi để tự trả. Thôi, vậy nó giờ tôi trả.
Anh tưởng đâu anh trả đó. Thấy chưa, ngạo hán chưa, thấy chưa? Không được. Rồi, nào Tân nắm tay mà Thảo cái đi, hai nắm hai tay đó. Bây giờ cái quan điểm của em nói nãy giờ thì anh cũng suy nghĩ cũng đúng một phần, nhưng mà không lẽ em nghĩ người đàn ông nào cũng giống như vậy à? Đúng. Đúng không? Thì mình cũng phải nhận biết, nhận xét và thả lòng một chút xíu để mình đến đây rồi thì mình cho cơ hội cái gì đó. Chứ còn em nhìn ai cũng màu đen á thì cuộc đời mình không bao giờ sáng được. Thôi đến đây cũng hát tặng em và anh chị các bạn bài hát Anh Ba Khía. Tên của tôi biệt danh Anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông miền Tây, vùng đất phù sa quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng, nơi sớm trên làng bên ai cũng biết nổi danh miệt vườn Anh Ba Khía nhà quê. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Anh Ba Khía quê ở miền Tây, cuộc sống lâu nay đơn sơ mà chan chứa, chất phác thật thà bao kẻ mến người thương. Nơi sớm trên làng quê ai cũng biết tình đẹp miền Tây Anh Ba Khía nhà quê. Tuy nghèo nhưng già sắc son, độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn. Cảm ơn. The Great Wave. Toshiba. Hãy để tay mình nút bấm nha các bạn. À, cho em hỏi anh này xíu. À, hiện giờ ba mẹ anh sống với lại anh chị em của anh. À, mẹ anh đang sống Long An với em út. Dạ. Ba mất lâu rồi. Ba mất lâu rồi. Sau câu chuyện này các bạn có thể liên lạc với nhau bằng điện thoại hoặc mạng xã hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau đây, hãy giữ lấy nào. Để tay nút bấm đi Thảo và Tân. 1 ba. Hết thời gian. Chị có bấm không? Chị có bấm. Tân không bấm hả? Dạ không. Cảm thấy xin lỗi. Dạ. Tôi thật là có lỗi. Dạ. Tôi lại chỉ lo một nửa đường mà không quên lo nửa đường bên đây. Sao vậy Tân? Dạ cảm giác như là không biết sao không. Em cảm giác là bây giờ anh Tân bị sợ ngược trở lại về cái nỗi sợ của chị Thảo. Đúng rồi. Anh có lỗi trong chuyện này. Anh lại làm tổn thương một lần nữa. Chương trình gửi tặng đến anh chị phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén Amity. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy xay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không rỉ SUS301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động, cối xay bằng nhựa an toàn không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Từ đó được làm hết sức. Ôi đau lòng, thật là đau lòng. Thấy cái tâm lý bên đây nó nặng quá như vậy cho nên là co lại liền. Đúng rồi. Mời các bạn xem bản muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bản muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt. Hiện tại cảm xúc của mình rất là vui, rất là hồi hộp từ rất là nhiều hôm rồi. Thì cũng mong đến chương trình tìm được một nửa mảnh ghép của cuộc đời mình, một nửa thương để dẫn về cùng với gia đình ạ. Em muốn một bạn gái rất là lanh lợi, muốn bạn đó nhanh nhẹn sau này, dù như mình về kinh doanh buôn bán gì chẳng hạn, thì bạn sẽ phụ giúp được mình. Dạ, hôm nay đến đây tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mục đích là để cổ vũ tinh thần cho em Phát tìm được một người bạn đời như ý. Không cần đẹp lắm đâu, nhưng biết đối nhân xử thế với gia đình, với mọi người.
Mình cảm thấy rất là hồi hộp, có một chút phấn khích khi mà được tham gia chương trình này. Mình đăng ký chương trình cũng nửa năm, tầm nửa năm. Không nghĩ là chương trình sẽ gọi nhanh như vậy. Và cảm thấy là mọi thứ diễn ra rất là nhanh chóng khi mà đến ngày hôm nay và tham dự cái buổi ghi hình ngày hôm nay. Mong đợi là sẽ gặp được một cái người khá thú vị và vui vẻ. Mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào? Em thích một người hài hước và vui vẻ. Bạn có thể chơi thể thao, có thích nghệ thuật như âm nhạc, đàn, hát, vẽ vời, hay là có cái gì đó để dành thời gian riêng cho bản thân mình. Em thích một người có thể yêu thương chăm sóc bản thân mình. Con mong rằng sau khi mà cả con và bạn nam cùng nhau bấm nút thì gia đình cũng sẽ ủng hộ và sát cánh cùng với hai chúng con. Cảm ơn chương trình và cảm ơn anh chị ekip cũng tạo điều kiện cho tụi em gặp nhau. Em cũng thấy là mình đã tìm được đúng cái một nửa cuộc đời của mình rồi. Thấy bạn rất là hiền, bạn dễ thương thì rất là lanh lợi, thì em nghĩ đó là một nửa của mình, mảnh ghép của mình tìm bấy lâu nay ạ. Em bấm nút là vì cảm thấy anh là một người rất là tử tế. Tại vì em rất là thích người vui vẻ. Nên là em không biết là anh có vui vẻ không, nhưng mà em mong là sau này thì nếu chúng ta quen nhau thì mình sẽ có những cái khoảnh khắc hạnh phúc. Anh ở ngoài là một người rất là vui vẻ, nói chuyện với mọi người xung quanh thì mọi người rất là muốn cười cho câu chuyện của anh. Nhưng mà qua trong chương trình thì cũng là lần đầu tiên thì cũng nhát, nên anh không có thể hiện được hết cái khả năng của mình. Anh sẽ chứng minh cho em trong thời gian sắp tới. Anh có phải là một người hài hước và vui vẻ không? Anh bình thường ở ngoài rất là nói chung là làm cho mọi người đó, cười rất nhiều. Nhưng mà do tại cũng là đầu tiên lên chương trình đó, thì cũng không có được tự nhiên thể hiện mình. Những cái món quà bất ngờ từ anh Phát thì đây là lần đầu tiên mà em được tận mắt chứng kiến ở ngoài đời thật. Và nhân vật chính là em. Và đó là một cái điều rất là đặc biệt. Mà trước giờ thì bình thường mình xem phim thì những cái cảnh lãng mạn đó thì cũng trong phim thôi. Và bây giờ nó diễn ra ở ngoài đời thật nên mình thật cảm giác là không có tin được. Fan. Anh cũng mong món quà thì mong em mở cái sợi dây thì em sẽ biết được những cái tấm lòng của anh. Cuộc đời tôi 36 năm rồi chứ. Anh cũng có món quà nhỏ nhỏ. Dạ. Xin gửi tặng em. Anh cho anh xin phép được đều em. À dạ. Trời ơi. Số cái là rối luôn đó. Đã tay. Anh cũng muốn em ở đây đến cuối tuần thì đi cho biết Sài Gòn và có thể là cuối tuần đó anh sẽ xin phép về phía nhà em để thăm nhà cũng thăm gia đình em. Em thấy có được không? Em sẽ hẹn anh vào một dịp chính thức, tại vì bây giờ tại vì có mẹ và bạn em đi chung nên là em nghĩ là em phải về chung với họ. Và mình sẽ hẹn nhau một cái ngày gần nhất. Em rất là mong đợi ngày mà anh sẽ về thăm nhà em. Anh chị nào còn độc thân thì hãy nhanh đăng ký chương trình thì để tìm ra một nửa yêu thương của mình. Thì đối với mọi người có tin về tình yêu sắt đá hay không thì riêng mình thì mình tin đó là sự thật và đây là kết quả của mình. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đôi tay yêu nhau thật sâu. Muôn nghìn cũng không xa cách, đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em, vì tình yêu anh sẽ chờ em trong vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày giờ đêm khóc mưa trong lòng, sóng tố rét mưa sao chưa sắt nỗi buồn. Mọi người nếu còn độc thân thì hãy tham gia chương trình nhé, vì ekip đội ngũ của chương trình rất rất là có tâm và luôn support mọi người mọi lúc mọi nơi. Dạ, mình rất là quý trọng cái điều đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chị có bấm không? Chị có bấm. Không bấm hả? Dạ. Cảm thấy xin lỗi. Dạ. Tôi thật là có lỗi. Kính chào chương trình ạ.
chào mọi người ạ. Mình là tên Đặng Thành Tân. Đến tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hôm nay, cảm xúc của mình rất là vui và hào hứng. Nói chung là suốt mấy năm liền không, mấy đêm liền không ngủ á. Và mình muốn là đến đây là có cơ hội gặp một người bạn gái, một người bạn đời của mình. Lúc mà mình đón tin cho người nhà mình đã tham gia chương trình thì mọi người nhà mình rất là vui và ủng hộ và khuyến khích đi tham gia chương trình. Mình có lên đến đây chương trình là mình có tặng, có chuẩn bị quà cho bạn nữ là một bó hoa. Ý nghĩa là như là mình muốn là cái bó hoa đó tươi đẹp giống như một người bạn đời của mình đó, lúc nào nó cũng tươi tươi giống như một bó hoa đó. Gửi gắm là thì dù đã đến đây thì có duyên, có duyên rồi, dù mình bấm nút hay không thì có đó cũng là một cái sự có duyên cho mình. Hy vọng là bạn nữ luôn luôn vui vẻ. Hôm nay đi cùng người thân gồm có anh và chị ạ. Trước tiên thì cô xin rất là chân thành cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em cô gặp được một người bạn đời. Cô sẽ mong muốn là giống như em dâu của mình á, là sẽ là một người biết chăm lo cho gia đình nè, cả hai bên có một cái tình cảm tuyệt đối để hả mình chăm lo cho gia đình nhỏ của mình là chính. Cảm xúc của mình rất là vui, rất là phấn khích, tại vì xem ở trên TV lâu rồi đó, rồi người thân gia đình mình cũng rất là thích, rất là tin tưởng chương trình. Mong và nhờ chương trình tìm giúp chị, mai mối chị một người phù hợp với lại gia đình chị, với lại chị. Dạ, trầm tính, hiền, hoạt bát một chút, nhưng mà đàn ông đừng có nói nhiều, có trách nhiệm trong gia đình được rồi. Cảm xúc hơi bất ngờ, tại vì anh nhìn lên với lại Lan là cố thuyết phục. Thật sự mình thấy anh này thì anh hiền quá đi, là cũng đang phân vân mà nhưng mà cũng muốn tạo cơ hội cho hai bên tìm hiểu đấy, thì cũng thật sự là rất bất ngờ. Lý do là cô gái mình cảm thấy như là có đồng nghĩa về nói chung là cách sống, trong tức là cách sống và cái cách mà cư xử là về nói được vậy, nó khác quá sự. Thôi không có lúc để tạo cho một cô gái không có một cái tự do để người ta cố đi hỏi kiếm người khác. Em ơi hãy cố lên, mình hãy thả lòng một chút xíu, đừng có nhìn mọi người bằng một cách màu đen nữa, mình hãy thả lòng và giờ phải nói. Cái quan điểm của em nói nãy giờ thì anh cũng suy nghĩ cũng đúng một phần, nhưng mà không lẽ em nghĩ người đàn ông nào cũng giống như vậy à? Đúng. Đúng không? Thì mình cũng phải nhận xét và thả lòng một chút xíu để mình đến đây rồi thì mình cho cơ hội cái gì đó. Chứ còn đúng. Em nhìn ai cũng màu đen á thì cuộc đời mình không bao giờ sáng được. Đợi cô gái là như thế nào?